Chào mừng các bạn đến với khóa học tuyển dụng dành cho nghề mới của HRVN Academy. Tôi là Thành HR sẽ đồng hành cùng các bạn trong khóa học này. Và chủ đề bài học hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu đó là nội dung buổi hội nhập nhân viên mới. Trước khi đi vào nội dung chính của bài học, mình cùng nhau ôn lại nội dung bài học số 21 với chủ đề là cách viết thư cảm ơn cho ứng viên không đạt phỏng vấn. Thì trong bài học này mình đã cùng nhau tìm hiểu lý do tại sao mình cần phải viết thư cảm ơn ứng viên khi họ không đạt phỏng vấn. Thứ hai là mình đã tìm hiểu cách viết một lá thư cảm ơn ứng viên không đạt phỏng vấn, bao gồm phần tiêu đề của email thư cảm ơn. Mình phải lưu ý để không quên cái tiêu đề mail, subject, để ứng viên họ không bỏ qua email của mình. Thứ hai là về phần nội dung chính của thư cảm ơn. Thứ ba là một cái ví dụ tham khảo cụ thể về một cái thư cảm ơn ứng viên. Thì nếu bạn chưa nắm được nội dung bài học này, có thể quay lại để xem lại nội dung bài học một cách kỹ càng hơn. Mình cùng nhau đi vào nội dung bài học chính ngày hôm nay, bài số 22 với chủ đề là nội dung buổi hội nhập nhân viên mới. Thì ở bài học này mình sẽ có những nội dung chính. Thứ nhất là tìm hiểu mục đích của buổi hội nhập nhân viên mới để làm gì. Thứ hai là về phần hội nhập nhân viên mới thì mình sẽ bao gồm những phần nào. Trong đó sẽ có phần giới thiệu về công ty, phần các quy định nội bộ của công ty và các benefit khác mà người lao động đi làm được hưởng. Tiếp theo là mình sẽ show ra một vài hình ảnh hoạt động của công ty, phần giới thiệu về văn hóa doanh nghiệp và một số lưu ý các bạn cần nắm khi mình tổ chức thực hiện buổi hội nhập nhân viên mới. Mình cùng nhau đi vào bài học các bạn ha. Đầu tiên mình cùng nhau tìm hiểu mục đích của buổi hội nhập nhân viên mới. Tại sao mình phải tổ chức cái buổi hội nhập nhân viên mới này? Thì bạn cũng qua cái quá trình tuyển dụng thì bạn cũng đã thấy rồi đúng không ạ? Để tuyển được một người phù hợp thì đã khó. Tuy nhiên là để giữ lại được họ làm việc và gắn bó với công ty thì nó lại càng khó hơn. Nên khi đã chốt được kết quả phỏng vấn và ứng viên đã đồng ý đến nhận việc tại công ty bạn, thì bạn sẽ nên tổ chức một buổi hội nhập nhân viên mới này. Vậy thì mục đích để làm gì? Mục đích của buổi hội nhập nhân viên mới này là để giúp cho ứng viên nắm được sơ lược về công ty, các quy định chung, quy trình làm việc, quy trình phối hợp giữa các phòng ban. Điều này sẽ giúp cho ứng viên nhanh chóng hòa nhập và có thể bắt đầu được công việc tại công ty. Hội nhập nhân viên mới là một trong những bước quan trọng của quy trình tuyển dụng mà bạn cần và gần như là bắt buộc nên thực hiện. Mình cùng nhau đi vào nội dung chính của buổi hội nhập nhân viên mới là như thế nào. Đầu tiên mình cùng nhau tìm hiểu về phần giới thiệu về công ty trong buổi hội nhập nhân viên mới. Thì trong buổi hội nhập nhân viên mới thì đầu tiên bạn cần nhắc đến đó là phần giới thiệu về công ty. Nó sẽ bao gồm các nội dung như là thời gian thành lập của công ty nè, các lĩnh vực mà công ty đang hoạt động, sứ mệnh và tầm nhìn của công ty, để nhân viên mới họ nắm được rõ về công ty và cũng như là những định hướng phát triển trong tương lai, để họ có thể tự đưa ra cái lộ trình phát triển nghề nghiệp của họ cũng như là những cái phấn đấu trong công ty để thăng tiến. Đồng thời bạn cũng nên có phần điểm qua cơ cấu tổ chức. Ở đây tức là những cái thành phần trong công ty bao gồm những ban lãnh đạo là ai, các phòng ban là như thế nào, để họ nắm được cơ cấu cũng như là việc phối hợp trong những cái phát sinh công việc sau này. Mình cùng nhau đi qua phần tiếp theo, đó là phần các quy định nội bộ và chế độ phúc lợi dành cho nhân viên. Trong buổi hội nhập nhân viên mới thì bạn cần làm rõ lại với ứng viên về các quy định nội bộ, các nội quy của công ty. Vì đây là những cái quy định mà do từng công ty họ đặt ra cho nên nó sẽ không giống nhau. Cho nên bắt buộc là bạn cần phải làm rõ để ứng viên nắm, bao gồm như là giờ giấc làm việc, thời gian nghỉ ngơi, trang phục quy định, tức là có quy định đồng phục hay không. Đây là những thông tin mà ứng viên cần phải nắm để không bị vi phạm. Để sau này, ví dụ như là
ứng viên mới của mình vào vi phạm thì họ lại trả lời là do họ không biết những quy định này. Thì đây là điều không nên các bạn ha. Đặc biệt là bạn phải nhắc đến những khoản phạt nếu công ty có áp dụng. Tại vì khi trừ tiền vào người lao động thì phải đảm bảo đúng quy định. Thứ nhất là quy định của công ty và thứ hai là quy định của luật lao động. Tiếp theo là về phần chế độ phúc lợi thì bạn cũng nên nhắc đến để thu hút hơn ứng viên, cũng như là trong quá trình khi mà họ đã làm việc và gắn bó với công ty của bạn, bao gồm như là các khoản thưởng lễ trong năm nè, ví dụ như là ngày 2 tháng 9, ngày 30 tháng 4 v.v. Có tổ chức year-end party hay không, rồi thưởng tháng 13 như thế nào. Đồng thời cũng nhắc đến các hoạt động phong trào mà công ty thường tổ chức, các hoạt động team building hàng năm nếu có. Điều này giúp cho ứng viên cảm thấy công ty có chính sách rõ ràng và đáng tin cậy. Bạn cũng cần lưu ý phần này là mình chỉ nêu ra và chia sẻ những hạng mục nào mà công ty bạn có thực hiện và có quy định trong chính sách. Còn nếu mà những chính sách không thường niên, tức là tùy theo tình hình kinh doanh của công ty năm có năm không, thì bạn cũng nên nhấn mạnh đây là những cái hoạt động hoặc là những cái chính sách mà nó không phải là một cái quy định chính thức của công ty, để sau này tránh việc là ứng viên hiểu nhầm rồi có những cái khiếu nại về sau. Và bạn cũng lưu ý là không nên phóng đại sự thật hoặc là đưa truyền tải những cái thông tin mập mờ, thì sau này họ sẽ thấy là công ty không trung thực hoặc là bạn không trung thực, thì sẽ gây ảnh hưởng đến công ty cũng như là hình ảnh của công ty sau này. Phần tiếp theo trong buổi hội nhập nhân viên mới đó chính là bạn cần phải show ra một số hình ảnh hoạt động của công ty. Vì sao? Vì khi bạn show những hình ảnh của công ty sẽ làm cho buổi hội nhập nhân viên mới bao gồm những hình ảnh này, những clip, những cái hoạt động trong thời gian gần đây, để nó chứng minh rằng là những cái vấn đề mà bạn chia sẻ nó là sự thật. Và đồng thời những cái hình ảnh trực quan, những video clip đó sẽ làm cho ứng viên dễ cảm nhận hơn và tạo được sự hứng thú cho ứng viên trong ngày đầu gia nhập, cũng như là giúp cho buổi hội nhập mà nhân viên mới nó trở nên sôi động, không bị nhàm chán, buồn ngủ. Và một phần quan trọng tiếp theo không thể thiếu trong buổi hội nhập nhân viên mới đó chính là thông tin về văn hóa doanh nghiệp. Về phần nói về phần văn hóa doanh nghiệp này thì bạn có thể biến tấu bằng một vài tình huống hoặc là trò chơi nhỏ, câu chuyện bạn kể, hoặc là một cái talk show ngắn để tăng tính tương tác giữa người host, tức là người trình bày là bạn, với các nhân viên mới. Thì việc có các hoạt động này sẽ giúp tăng tính tương tác hai chiều, chứ không chỉ là một cái buổi giống như diễn giải mà một người nói thao thao bất tuyệt và một người nghe một cách thụ động. Thì nhờ những cái hoạt động này thì bạn sẽ truyền tải được cái văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ hơn và họ sẽ dễ dàng nắm hơn. Đồng thời cũng như là họ sẽ mạnh dạn đặt những câu hỏi, những thắc mắc, để có thể hai bên clear rõ ràng với nhau ngay từ ngày đầu tiên. Và thêm một phần đặc biệt quan trọng nữa là nên mời thêm đại diện ban lãnh đạo công ty hoặc là người quản lý trực tiếp của họ sau này có thể tham gia buổi hội nhập này. Phần này thì có thể là không bắt buộc nhưng mà mình khuyến khích nếu có thể các bạn ha. Có thể là nó chỉ khoảng vài phút thôi, gặp mặt chào hỏi, cũng như là một vài lời dặn dò động viên từ người quản lý dành cho người mới. Nhưng mà thực ra nếu được thì nó sẽ mang một cái tính khích lệ rất là cao và giúp ứng viên cảm thấy rất là được trân trọng. Và tiếp theo là một vài lưu ý khi bạn tổ chức buổi hội nhập nhân viên mới. Thì bạn đã thấy với tầm quan trọng của buổi hội nhập nhân viên mới mang lại, thì bạn nên có sự chuẩn bị chu đáo về tất cả, bao gồm là cơ sở vật chất như là phòng ốc này, chuẩn bị trước slide này, loa, máy chiếu, nước uống, bút viết, tức là những cái thứ cần thiết cho cái buổi hội nhập nhân viên mới. Nó thể hiện sự chỉnh chu cũng như của bạn trong việc đón tiếp ứng viên ngày đầu tiên đi làm. Và đặc biệt là phần trình bày của bạn cũng cần phải thu hút, đừng chỉ nói như đọc hoặc là nói đều đều không có hồn, chỉ làm cho xong, không tập trung vào
nội dung của buổi hội nhập nhân viên mới thì bạn sẽ làm mất đi ý nghĩa của nó. Bạn hãy nhớ rằng là ngày đầu tiên bạn đi làm có những cái khó khăn bỡ ngỡ như thế nào, thì khi bạn tổ chức buổi hội nhập nhân viên mới này á, thì bạn hãy giúp cho họ truyền tải được tất cả những nội dung cần thiết để giúp cho họ gạt bỏ hết những cái rào cản cũng như là những cái thắc mắc của họ để sẵn sàng họ gia nhập công ty và chiến đấu cũng như là phát huy hết năng lực nơi làm việc sắp tới của họ ha. Và mình vừa cùng nhau tìm hiểu về nội dung của một buổi hội nhập nhân viên mới, các lưu ý cách tổ chức, thì mình cùng nhau ôn lại nội dung của bài học này. Thứ nhất là bạn phải hiểu được mục đích của buổi hội nhập nhân viên mới để làm gì và tại sao mình nên tổ chức nó. Và để tổ chức một buổi hội nhập nhân viên mới thành công thì bạn phải có những lưu ý về phần giới thiệu về công ty này, những cái quy định nội bộ, chế độ phúc lợi, nên show ra các hình ảnh clip và những cái hoạt động gần đây của công ty để tăng tính trực quan, ứng viên dễ cảm nhận và dễ hiểu. Tiếp theo, một phần không kém phần quan trọng đó chính là phần văn hóa doanh nghiệp. Thì bạn có thể lồng ghép nó vào những cái trò chơi nhỏ hoặc là một cái talk show để tăng tính tương tác hai bên giữa bạn là người nói, dẫn dắt chương trình và ứng viên ngày đầu tiên đi làm. Có thể cùng tương tác và mạnh dạn đặt câu hỏi cũng như là thể hiện những cái vấn đề thắc mắc hoặc là những vấn đề chưa hiểu mà họ không dám hỏi. Và cuối cùng là những lưu ý khi tổ chức. Thì trên đây là nội dung của buổi hội nhập nhân viên mới mà bạn cần nắm trong bài học ngày hôm nay. Và tiếp theo là phần phương pháp học. Thì phần này trong mỗi bài giảng mình đều có nói. Đầu tiên là bạn vui lòng đọc nội dung bài học hoặc xem lại nội dung bài học trên website hrvnacademy.com. Mình luôn khuyến khích phương pháp này, tại vì đọc cũng là một cách để bạn thẩm thấu những cái kiến thức và nhớ nội dung lâu hơn. Và thứ hai là nghe. Hãy xem nội dung bài giảng dưới dạng slide trên kênh YouTube của HRVN Academy. Và tiếp theo là đừng quên chuẩn bị nội dung bài học mới cho bài học tiếp theo với chủ đề là hướng dẫn tìm việc thực tập tuyển dụng. Và đây cũng là bài học sẽ kết thúc khóa học tuyển dụng dành cho người mới trong cái khóa học này. Mình chuyển qua phần thực hành bài học. Trong bài học hôm nay, bài học nội dung của một buổi hội nhập nhân viên mới, thì bạn hãy thực hành bằng cách hãy liệt kê ra lại những cái mong muốn, những cái khó khăn mà ngày đầu tiên bạn đi làm. Bạn cần phải nắm những gì, những vấn đề gì bạn cần phải tìm hiểu trước khi gia nhập một công ty. Thì từ đó bạn hãy liệt kê ra và đưa nó vào cái slide cũng như là nội dung cần chuẩn bị cho một buổi hội nhập nhân viên mới. Khi bạn thể hiện được cái tâm của bạn trong cái buổi hội nhập nhân viên mới cũng như là sự chu đáo của bạn, thì chắc chắn đây cũng là một cái bạn sẽ truyền tải được điều đó đến ứng viên, và việc họ sẽ gắn bó với công ty lâu hơn là một điều hoàn toàn có thể xảy ra. Qua phần hỏi đáp, thì nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về nội dung bài học thì vui lòng để lại comment phía bên dưới bài giảng ngày hôm nay ở đây hoặc là trên website HRVN Academy. Mình sẽ trao đổi cùng bạn để tìm ra một cái câu trả lời tốt nhất. Và cuối cùng, đừng quên đăng ký kênh HRVN Academy. Tôi là Thành HR, đến từ HRVN Academy, khóa học tuyển dụng dành cho người mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo.